Xin chào các bạn, và đây là chương trình Thông điệp mỗi ngày được phát hành trên CAD Radio. Hôm nay đã là số phát hành thứ 42 rồi, ngày 6 tháng 5 2024. Bẵng đi một cái là chúng ta đã đi hơn một tháng, và sắp sửa là một tháng rưỡi rồi. Đó là một cái hành trình tôi lấy lại cái sự kỷ luật bản thân trong việc làm podcast, hướng đến chia sẻ những bài học kinh nghiệm cá nhân đến các bạn gần xa, và mong được hỗ trợ những bạn nào đang còn loay hoay, còn chưa biết bản thân mình muốn gì, hay là nói nôm na là đang rối như tơ vò, thì các bạn có thể nghe những cái tập podcast Thông điệp mỗi ngày. Và tôi cố tình một số tập không để tựa đề lên trên ban đầu, để chi? Để cho các bạn có một cái sự bất ngờ thú vị, và biết đâu được cái thông điệp ngẫu nhiên này nó sẽ tìm đến bạn vào cái thời điểm mà bạn cần nó nhất. Chúng ta hãy cứ thoải mái, enjoy tất cả những cái gì xảy đến với mình, và đừng quá quan tâm, đừng quá chú trọng đến một cái điều gì cả. Bởi vì khi các bạn đặt cái tâm của mình quá hy vọng, quá mong cầu, thì các bạn rất dễ dàng bị thất vọng. Và hôm nay, như thường lệ, là một tập thông điệp bí mật mà cho đến khi bạn nghe, bạn mới biết được tôi nói về cái điều gì. Trước khi bắt đầu tập thông điệp thì tôi hy vọng bạn đã có một ngày thật là vui vẻ ha, thoải mái. Bạn bây giờ ngồi đây với một cái tâm thế là ok, hít thở sâu nè và thư giãn. Tôi chỉ cần bạn thư giãn và lắng nghe. Vậy là đủ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe thông điệp ngày hôm nay ha. Bạn có biết cái tài sản gì quý giá trong cuộc đời của mỗi con người không? Theo tôi á nha, cho tới giờ phút này, điều mà tôi cảm thấy quý giá, rất là quý giá, không phải là nhất, nhưng nó là một trong những cái bạn đang được có, nhưng mà bạn sẽ mất. Và cho đến khi bạn mất, thì bạn mới hiểu nó quý đến chừng nào. Đó là thời gian. Những ai mà người ta chưa có đủ bận rộn, người ta chưa có đủ sâu sắc, người ta chưa có đủ biến cố và trải nghiệm, người ta sẽ cảm thấy thời gian là một cái gì đó rất là bình thường, hiển nhiên xuất hiện trong cuộc đời của mình. Thì cứ mỗi ngày 24 giờ trôi qua vậy thôi. Nhưng đối với những ai đã từng trễ chỉ một giây mà ảnh hưởng cả một cái quá trình cố gắng, hoặc những ai đã từng đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, thì người ta sẽ hiểu được cái thời gian nó quý giá đến tới chừng nào. Và các bạn biết không, một ngày 24 giờ coi vậy chứ nó không có nhiều. Giờ ăn, giờ ngủ, giờ nghỉ ngơi, giờ vui chơi, giải trí, thì các bạn đâu còn lại bao nhiêu để mà mình làm việc, cống hiến cho cái cuộc đời của mình và cho ngoài xã hội, cộng đồng đâu. Và chỉ khi nào các bạn biết quý trọng thời gian thì các bạn mới trưởng thành. Còn những bạn nào mà đang phung phí thời gian, đang cảm thấy thời gian là một cái gì đó mà không đáng giá, và bình thường cuộc đời của mình mỗi ngày trôi qua những cái ngày tháng rất là chán chường, và cảm thấy ngày dài lê thê á, thì các bạn phải xem lại mình khi mà các bạn nghe tập này nha. Còn bạn nào mà cảm thấy trời ơi một ngày sao mà nó trôi nhanh quá, thì có nghĩa là bạn đang có rất là nhiều việc cần làm trong một ngày, thì lúc này mình cũng nên cân chỉnh thời gian lại, nhớ dành cho mình một chút xíu cái không gian, thời gian để mình được nghỉ ngơi. Đơn giản là hít thở thật là sâu, ngồi lặng lại và dành cho mình chút riêng tư. Có thể là ngắm một bông hoa, nghe một bản nhạc, hay là đọc vài trang sách, hoặc đi bộ, tản bộ vào sáng sớm cũng là cách để bạn tận hưởng thời gian của riêng mình. Với những người á, mà người ta biết xài thời gian của họ, thì họ có thể là làm việc ngắn thôi, ít thôi, nhưng mà hiệu quả công việc rất là tốt. Còn những ai chưa biết cách phân bổ thời gian thì lúc nào cũng cảm thấy bận rộn, nhưng mà hiệu quả công việc của từng cái mảng khi mà mình sử dụng thời gian nó không có được cao. Thì mình cũng phải coi lại cái sự phân bổ thời gian của mình làm sao cho hợp lý. Các bạn nên nhớ là cái chất lượng nó rất quan trọng hơn so với số lượng rất là nhiều ha. Có những người á, người ta nghĩ là hôm nay mình không gặp được người này, hôm nay mình không làm được việc này, thì thôi, ngày mai làm, ngày mốt làm, hoặc năm sau làm. Điều đó không sai các bạn, nhưng mà có những trường hợp một lần bỏ lỡ là coi như mãi mãi không bao giờ gặp lại, không bao giờ có cơ hội làm cái việc đó nữa.
Nhất là những người làm trong cái ngành ý tưởng, khi mà ý tưởng nó đã nảy ra rồi mà bạn cứ chần chừ và không làm, đợi từ ngày này qua ngày nọ thì ý tưởng nó sẽ nguội dần và cuối cùng là chết yểu luôn. Và cái tập podcast ngày hôm nay tôi chỉ muốn là nhắc nhở các bạn, chỉ khi nào các bạn hiểu rằng người ta sẽ dùng tiền để mua thời gian chứ không phải là dùng thời gian để đổi lấy tiền, thì lúc đó bạn mới thực sự có một chút gọi là thành công và có thể gọi là bắt đầu trưởng thành. Hãy sắp xếp, hãy suy nghĩ, hãy cố gắng, hãy phấn đấu làm sao để cho trong cuộc sống của mình mọi người đều biết quý trọng thời gian của bạn, của bản thân họ. Và đến một lúc nào đó người ta sẽ phải dùng tiền, vật chất hay là tinh thần, nói chung là họ sẽ dùng cái cách gì đó, một cái điều gì đó quan trọng đối với bản thân họ để đổi lấy cái thời gian bạn dành cho đối phương, thì lúc đó bạn chính là người đã thành công rồi. Và để kết thúc cái tập podcast ngắn ngày hôm nay á, thì tôi có một cái câu muốn nhắn gửi đến với các bạn đang nghe, đó là nếu hôm nay bạn không còn thời gian để sống, liệu mọi thành công hay ganh ghét, đố kỵ có còn ý nghĩa gì nữa không? Hãy suy nghĩ câu này nha. Và chúc bạn có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Nếu thích kênh hãy nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Để lại bình luận nếu bạn cảm thấy tập podcast này thực sự có ý nghĩa hay hữu ích với mình nha. Từng nút like, bình luận và lượt xem của các bạn là động lực để tôi càng thêm cố gắng, nỗ lực hoàn thành những tập podcast ý nghĩa hơn với những chủ đề có thể giúp đỡ được cho nhiều người hơn nữa. Hãy chia sẻ cái tập podcast này đến với những ai mà bạn cảm thấy họ đang cần. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại.